bạn quan niệm thế nào là tình yêu? Hiền mẫu là cao 1m83, có ước mơ, có kế hoạch mục đích. Nhớ em không thể nào mà chịu được Mr. D. À, bố bảo là đó là nó là ai? Dạ, xe ôm. Này có vấn đề nha. Chúng ta sẽ kết thúc phần trò chơi hiểu nhau ở đây ạ. Chúng ta đang quay trở lại với chuyện tình yêu, yêu không ngần ngại. Chuyện tình yêu lần này có hai người mà Thùy Minh vừa mới nghĩ ra một cái kết luận là thực ra là cái sự yêu nhau này nó đến từ cái sự khác nhau. Tất nhiên là trong tình yêu thì người ta sẽ thay đổi, người ta sẽ trở nên tốt hơn vì câu chuyện tình yêu đó. Nhưng có bao giờ hai người nhìn lại và thấy rằng là hóa ra những cái mẫu người lý tưởng của mình trước kia không còn quan trọng? Harry không bao giờ quen con trai nào mà dưới 1m83, là cái đó là tiêu chuẩn cơ bản nhất. Nhưng mà thật sự là không ngờ là khi em gặp anh Đạt là anh Đạt dù không cao nhưng mà không hiểu sao thấy dễ thương. Tức là tay chân ngắn nhưng mà nó rất là dễ thương đó em. Thế mà em nghĩ là à, cái tình yêu nó làm cho mình không có cái tiêu chuẩn đó. Còn Harry có phải mẫu người lý tưởng mà anh trước đó anh luôn hình dung là anh sẽ cuối cùng sẽ đi với một cái cô như thế này không ạ? Thì cũng có một phần trong đó. Nhưng mà đẹp thì nhiều người đẹp hơn. Em không phải số 1. Em không đẹp nhưng mà em có duyên. Đó, cái đó anh mới thích. Cái duyên mới là nó ghê hơn là cái đẹp á. Bây giờ hiểu rồi. Nhưng mà một cái điều mà người ngoài sẽ nhìn thấy là hai người rất là khác nhau mà gần như là trái ngược nhau. Cái điều đấy thì có quan trọng trong tình yêu không ạ? Cái quan trọng Tiến Đạt nghĩ là phải hiểu và thông cảm. Thì cái đó mới tồn tại được. Chúng ta sẽ đến với một cái phần clip mà chúng tôi đã phỏng vấn riêng Tiến Đạt và Harry. Tuy là dạo gần đây bà già hay bắt ông già buổi sáng phải nói I love you với bà già mà ông già không thích tí nào. Tại vì đôi lúc thì cứ nói anh yêu em hoài cũng mệt, cho nên là cũng muốn có một chút hành động gì đó. Ngoài anh yêu em thì rượu mua cho trái chuối ăn cũng được, chứ đừng có bắt anh yêu em nhiều quá. Và hôm nay thì nói với bà già tiếng Hàn Quốc xa làng hè. Xin chào ông già, oppa. I love you so much. Em rất là thương anh nhiều. Em rất là nhí nhảnh và em rất là dễ thương và em rất là xinh xắn. Em nghĩ là anh không bao giờ gặp được những phụ nữ nào mà như em. Ngày nào cùng em hay cáu lên anh và tại sao anh không tỏ tình với em. Nhưng mà thật sự thì em cũng biết lòng của anh, nhưng mà em vẫn muốn nghe tại vì dù sao em cũng là phụ nữ. Bye bye anh nhiều. Sáng nay nói I love you hay là mua trái chuối ạ? Cho ăn trái táo rồi. Ủa dồi ôi, em tự lấy táo cho anh, cho trái táo gì? Mà anh hỏi này, anh ở đây có nói ạ? Nói rồi ạ? Anh ơi, anh có quên gì không? Anh nhiều em, nói chuyện kiểu như là nhiệm vụ. Ở trong chương trình này thì chúng tôi cũng phỏng vấn nhiều cặp đôi. Có những cặp đôi họ rất là hợp nhau, nhưng cũng có những cặp đôi như hai bạn là có một cái sự khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng nhất là người này cũng lúc nào cũng nhớ làm cái điều mà người yêu mình thích. Bây giờ thì chắc là chúng tôi sẽ phải giấu bạn đi một chút xíu, bởi vì dành cái sân khấu này cho khán giả của Thùy Minh chơi phần trò chơi tiếp theo. Chúng ta đang đến với phần trò chơi dành cho khán giả tại trường quay. Trên này có hai cái cây với hai chiếc nón lá, nhưng mà chúng ta có tận 3 cặp đôi. Nhiệm vụ của cặp đôi là làm thế nào tìm được chiếc nón lá nhanh nhất. Bạn trai đội nón lá cho bạn gái. Trước khi mà chúng ta đến với phần trò chơi này, các bạn phải cùng nhau quay 3 vòng. 1, 2, 3, bắt đầu! Chúng ta đã nhanh chóng tìm được hai cặp đôi mà sở hữu hai chiếc nón rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 của trò chơi này. Hai cặp đôi xin mời các bạn cùng nhau quay 3 vòng. Bắt đầu tìm kiếm. Thank you.
chủ nhân vừa nón lá Việt Nam vừa nhân sâm Hàn Quốc. Nhưng mà tin vui cho tất cả mọi người là tất cả chúng ta đều được ăn kem. Mỗi chuyện tình yêu đều cần có một kết thúc tốt đẹp. Và ngay sau đây là một happy ending mà chương trình muốn dành cho Harry và Tiến Đạt. Xin mời Tiến Đạt. Xin mời Harry. Cái bóng này. Không có một cái kết nào đẹp hơn cái kết mà chúng ta đang có. Nhưng mà ở phần cuối này thì ngoài cái món quà mà chúng tôi đang tặng, vẫn còn một món quà nữa đến từ chương trình. Xin mời Harry bốc thăm ạ. Một voucher nghỉ dưỡng và ăn tối dành cho hai người tại Resort 5 sao Sea Link. Trời ơi, và đây chính là phần quà đến từ nhóm mua.com. Wow. Vẫn còn một năm ăn kem Cornetto miễn phí. Wow. Những bạn khán giả đang theo dõi chương trình này qua truyền hình, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Yan và của Cornetto Việt Nam để cũng nhận được những phần thưởng đặc biệt. Tình yêu có thể khác nhau từ tính cách cho đến ngoại hình và cả quốc tịch nữa, nhưng mà có quan trọng gì đâu, đúng không ạ? Vì thế hãy cứ yêu đi, đừng ngại ngần thể hiện, và đặc biệt đừng ngại ngần gửi những câu chuyện tình yêu các bạn về địa chỉ chuyentinhyeu@yan.vn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất là bất ngờ, không nghĩ là mọi người chuẩn bị cái kết cho Tiến Đạt và Harry như vậy. Và cũng không ngờ cái thưởng nó nhiều cái rất là hấp dẫn như vậy. Ăn kem miễn phí một năm luôn.